Chào mọi người, thì ngày hôm nay em có một cái đơn hàng, đó là điều khiển TV Sanco mẫu 2 nha. Cái này được đặt từ Shopee. Chúng ta có thể là mua những cái remote cho những cái TV ở nhà của chúng ta khi remote bị hư nha. Tất cả các dòng TV luôn, miễn nó giống cái mẫu cũ, giống cái mã TV, giống thương hiệu là chúng ta có thể mua về thay thế. Cái link mua hàng em để dưới cái phần mô tả video nha. Mọi người ấn vào lựa sản phẩm, đặt hàng và shipper vô đến tận nhà cho mình. Bây giờ em sẽ khui ra nè. Đây là cái remote TV Sanco nha, mọi người cùng xem nha. Tùy cái dòng TV, tùy cái remote cũ mà chúng ta lựa cái remote mua mới, nó phải giống mẫu, nó mới sử dụng được nha. Chúng ta có thể lựa chọn được trong cái phần đơn hàng của Shopee nha. Một số cái shop á, thì họ sẽ đính kèm cái pin 3A cho chúng ta. Một số shop thì không đính kèm pin nha. Chúng ta lựa và nó phải giống với từng cái nút bấm như thế này nè, nó mới sử dụng được cho TV của chúng ta. Đó, cái này là dùng cho TV Sanco. Đó, sản phẩm hoàn toàn mới nha, rất là đẹp nha. Mọi người có thể mua về dùng thay thế cho TV của chúng ta khi mà cái remote nó đã cũ hoặc là bể vỡ hư hỏng. Rồi, đăng ký kênh em nếu video hữu ích.